Dĩnh Khảo Thúc là đại phu nước Trịnh thời Xuân Thu, có tiếng là hiếu thảo trong thiên hạ. Ông đã từng hiến kế cho vua nước Trịnh là Trịnh Trang Công, giúp nhà vua gặp lại mẹ tại suối Giàng. Vào thời đó đã lưu truyền một giai thoại. Khảo Thúc, mưa to gió lớn, con đi đâu vậy? Thật là mẹ lo lắng lắm. Là tội của con nữa là mẹ lo lắng. Con đến chợ làng bên mua một cặp đào thọ. Mẹ, mẹ xem nè. Con không quản trời mưa chính là để mua cặp đào này sao? Ngày mai là sinh thần của mẹ. Loại đào này là trái cây mẹ thích ăn nhất. Con đặc biệt mua về để chúc thọ mẹ. Con à, cần gì phải làm như vậy chứ? Phàm là điều mẹ yêu thích, phận làm con lẽ đương nhiên phải tận lực lo cho chu đáo rồi. Huống gì mai lại là sinh thần của mẹ, con lại càng nên làm như vậy mới phải. Con mau đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh đó. Dạ vâng. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ không sao, con có lòng hiếu thảo với mẹ. Mẹ rất cảm động, chỉ là sau này không được làm như vậy nữa. Nếu giờ mưa lâu quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ, mẹ tới tuần tuổi này rồi phải ngậm đắng nuốt cay vất vả đưa con khôn lớn. Con dù làm điều gì cho mẹ cũng đều là nên làm cả. Con không sao đâu, mẹ hãy yên tâm đi. Thật là hết cách với con. Nếu không có chuyện gì nữa, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai con sẽ chúc thọ cho mẹ. Con cũng nghỉ sớm đi. Hạnh hiếu của Dĩnh Khảo Thúc được truyền khắp vùng đất Dĩnh. Ông được nhân dân trong vùng vô cùng yêu quý. Lớn lên, ông nhận mệnh làm quan đất Dĩnh. Sau khi Dĩnh Khảo Thúc nhậm chức thì dốc sức thực hành theo đạo hiếu, giúp cả huyện Dĩnh đi vào lề lối. Thế nên ông được vua Trang Công khen thưởng rất hậu. Đại nhân, đại nhân, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì xảy ra mà ngươi lại hốt hoảng như vậy? Có chuyện gì từ từ nói. Ngươi vội vàng như vậy mọi người nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa? Đại nhân bớt giận, tiểu nhân sai rồi. Nhà ngươi khẩn trương như thế là có chuyện gì? Đại nhân, nước ta xảy ra chuyện lớn rồi. Thái Thúc ngày ấy làm phản rồi. Thái Thúc là thân đệ đệ của chủ thượng. Chủ thượng rất yêu thương ngày ấy, sao có thể tự tạo phản được? Tiểu nhân nghe nói quốc mẫu Khương Thị hết mực nuông chiều yêu thương Thái Thúc. Hai người âm thầm mưu tính soán ngôi. Chủ thượng đã biết trước được âm mưu ấy nên đã lên kế hoạch đánh bại Thái Thúc. Thái Thúc thua trận tự sát. Nghe nói chủ thượng muốn giam quốc mẫu tại đất Dĩnh chúng ta. Chủ thượng muốn giam cầm quốc mẫu sao? Đúng vậy, chủ thượng còn thề rằng trừ khi tới suối Vàng, nếu không đời này sẽ không gặp lại quốc mẫu. Chủ thượng làm như vậy chính là đại bất hiếu. Tiểu nhân thấy chủ thượng làm như vậy cũng có lý do. Quốc mẫu làm ra chuyện như vậy cũng hơi quá rồi. Thiên hạ chỉ có cha mẹ không nhận con cái, làm gì có chuyện con cái không nhận cha mẹ. Dù cha mẹ có lỗi lầm đi chăng nữa, phận làm con phải khéo léo khuyên lơn, làm sao có thể giam cầm mẹ mình được chứ. Như vậy thật là quá đáng. Đại nhân, ý của ngài là quốc mẫu khi nào đến đất Dĩnh của chúng ta? Tiểu nhân nghe nói quốc mẫu đã đi một đoạn đường rồi, qua vài ngày nữa sẽ tới nơi. Mẹ con với nhau làm gì có chuyện hận thù đến đêm. Người qua phái người nghe ngóng một chút. Ta muốn nghênh đón quốc mẫu. Đại nhân, ngài làm như vậy còn phía chủ thượng thì sao? Hiếu đạo vốn là gốc làm người. Ta làm vậy có gì không đúng chứ? Tiểu nhân tuân lệnh.
Đại nhân, đó là chiếc xe bò chở quốc mẫu. Thần Vĩnh Khảo Thúc tham kiến quốc mẫu. Ngài là... Thần là quan địa phương ở đây, biết được quốc mẫu sẽ tới nên đặc biệt đến nghênh tiếp. Thỉnh quốc mẫu thay đổi xe, thần đã chuẩn bị xe ngựa cho người. Ngài đúng là một trung thần. Thần Vĩnh Khảo Thúc khấu kiến quốc mẫu. Ái Khanh đúng là trung thần. Bây giờ chắc chỉ còn Ái Khanh đối xử tốt với ta, chẳng ai xem ta là quốc mẫu nữa rồi. Quốc mẫu chớ có nói như vậy. Bất luận xảy ra chuyện gì, người trước sau vẫn là quốc mẫu của dân Trịnh quốc chúng tôi. Chủ thượng chính là không thể chịu đựng được người mẹ này, đều do ta không tốt, không nên quá dung túng thái thúc ta. Ta ngàn vạn lần không ngờ rằng thái thúc sẽ mưu phản. Quốc mẫu xin nén bi thương. Thần tin rằng chủ thượng cũng không hề muốn giam cầm quốc mẫu. Thần sẽ nghĩ biện pháp để quốc mẫu và chủ thượng đoàn tụ. Ngài nói sao? Ngài có thể giúp mẹ con ta đoàn tụ. Nhưng mà chủ thượng đã thề rằng khi nào xuống suối vàng mới gặp lại ta. Quốc mẫu đừng quá lo lắng. Thần đã nghĩ ra cách khiến quốc mẫu và chủ thượng có thể đoàn tụ mà không làm trái với lời thề của chủ thượng. Thật ư? Thần không dám dối gạt quốc mẫu. Đại nhân, người thật sự có cách giúp quốc mẫu đoàn tụ với chủ thượng sao? Biện pháp không chắc sẽ thành công, bất quá có thể thử xem sao. Là cách gì ạ? Ngài có thể nói cho tiểu nhân nghe được không? Hình như ta nghe có tiếng khóc. Tiểu nhân cũng nghe. Nhân gia, tại sao cụ lại ở đây khóc lóc vậy? Cụ à, người đừng hoảng sợ. Lão gia nhà chúng tôi là người tốt. Cụ có chuyện gì khó khăn cứ nói cho ông ấy sẽ giúp cho cụ. Đúng vậy, cụ có chuyện gì khó khăn cứ nói với tôi có thể giúp được, nhất định sẽ giúp mà. Ta bị con đuổi ra khỏi nhà, bây giờ không có nhà để về nữa. Trong thiên hạ này lại có kẻ bất hiếu như vậy sao? Xin hỏi nhà cụ ở đâu vậy? Ta ở huyện Vĩnh. Huyện Vĩnh chúng ta lại có kẻ bất hiếu như vậy sao? Huyện Vĩnh có kẻ bất hiếu như vậy chính là lỗi của ta. Ngài là... Cụ hãy dẫn tôi về nhà cụ. Tôi nhất định sẽ khuyên nhủ con cụ phụng dưỡng cụ. Con tôi rất ngoan cố, nó sẽ không nghe lời khuyên của ngài đâu. Lão gia nhân hãy yên tâm, tôi đã có cách nhất định sẽ thuyết phục được con của cụ. Con của cụ ở chỗ nào vậy? Ở đây. Ông muốn tìm ai? Tôi muốn tìm chủ nhân căn nhà này. Ta chính là chủ nhân căn nhà này. Hình như ta không quen ông. Ngươi không biết ta, vậy ngươi có biết người đó không? Bà ấy là mẹ của ta. Tất nhiên ta biết mẹ của ngươi. Ngươi cớ sao lại đuổi mẹ mình ra khỏi nhà vậy? Ta làm như vậy có liên can gì tới ông chứ? Không được vô lễ. Ông có biết lão gia nhà ta là ai không? Ông ấy là ai hả? Ngài ấy chính là Vĩnh đại nhân của đất Vĩnh chúng ta. Đây chính là Vĩnh đại nhân sao? Không sai, ta chính là Vĩnh Khảo Thúc. Ngươi đuổi mẹ mình ra khỏi nhà đã phạm vào pháp luật. Ta có thể y cứ theo luật mà xử tội nhà ngươi. Đại nhân tha mạng, tôi có nỗi khổ tâm. Ngươi có nỗi khổ gì? Lúc nhỏ mẹ tôi chỉ yêu thương đệ đệ. Với tôi nếu không đánh thì mắng chửi. Những việc khó khăn cực nhọc đều do tôi làm. Đệ đệ chỉ ngồi không hưởng thành quả. Chỉ như vậy mà ngươi oán hận mẹ mình sao? Vẫn còn một lý do khác. Là lý do gì?
Cha tôi mấy năm trước đã qua đời. Mẹ tôi đem tất cả gia sản của ông đem cho đệ đệ hết, chỉ để lại cho tôi căn nhà tranh này, để tôi tự sinh tự diệt. Bà ta vốn không hề xem tôi là con, tại sao tôi phải coi bà ta là mẹ chứ? Vậy còn đệ đệ của người thì sao? Đệ đệ tôi cách đây không lâu đã bệnh chết rồi. Bà ta đến tìm tôi, muốn tôi chăm sóc cho bà ta. Trên đời này làm gì lại có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Vậy ngươi nên đem bà cụ đã già như thế đuổi ra khỏi nhà, để bà ấy tự sinh tự diệt à? Bà ta cũng đã đối xử với tôi như vậy. Cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt. Đạo lý này ngươi có hiểu không? Chủ thượng của chúng ta cũng đem mẹ mình giam cầm ngay đất vĩnh, và còn thề rằng nếu không xuống suối vàng thì không gặp mẹ. Tiểu nhân chỉ là một thảo dân, chẳng qua là bắt chước làm theo chủ thượng. Lẽ nào như vậy là phạm pháp sao? Người dám lấy chủ thượng ra uy hiếp ta? Đâu có, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ nói sự thật mà thôi. Người chỉ biết oán hận mẹ mình. Người có hỏi qua bà ấy vì sao đối xử với người như vậy không? Việc này tôi không biết. Ngươi có từng nghĩ đến mẹ của ngươi cũng có nỗi khổ tâm hay không? Bà ta có nỗi khổ tâm gì chứ? Ngươi chưa hề hỏi qua làm sao mà biết? Cái này... Mẹ à, mẹ có nỗi khổ tâm sao? Con à, con trách lầm mẹ rồi. Mẹ làm sao có thể ghét bỏ con chứ? Mẹ à, lúc còn nhỏ vì mẹ nuôi dạy con rất nghiêm khắc, là vì muốn con sớm ngày thành tài. Vậy tại sao mẹ lại đem hết toàn bộ tài sản cho đệ đệ? Cha con lúc còn sống nợ rất nhiều người. Đệ đệ của con rành rẽ chuyện buôn bán, nên mẹ mới đem tài sản cho nó, là muốn nó đem số tiền này kiếm thêm lợi để trả lại số nợ lúc trước của cha con. Còn con phải đến sống trong căn nhà tranh này. Mấy năm nay, mỗi lần mẹ nhớ đến con, trong lòng lại cảm thấy xót xa. Chuyện như vậy, tại sao con đều không biết? Cha con sợ con tính tình nóng nảy, nên trước lúc lâm chung dặn dò ta không được nói chuyện này cho con biết. Ai ngờ lại bị con hiểu lầm như vậy. Đây là... Việc này sao có thể thành như vậy chứ? Sao có thể là như vậy được? Trên đời này chỉ có con cái không đúng. Nào có chuyện mẹ cha không phải. Mẹ đối với người tính đến cùng đã hết tình hết nghĩa rồi. Mẹ, con đã sai rồi. Là con bất hiếu. Mẹ, con đã về rồi. Hôm nay trong mặt con ủ rũ mày châu, có chuyện gì vậy? Có một chuyện khiến con rất bận lòng. Là chuyện gì? Nếu chủ thượng giam cầm quốc mẫu trên đất vĩnh ta và phát lời thề không đến hoàng truyền sẽ không gặp mẹ, hành vi bất hiếu này của chủ thượng đối với bách tính ảnh hưởng rất lớn. Chẳng lẽ huyện vĩnh chúng ta cũng xảy ra chuyện bất hiếu sao? Hôm nay con gặp một đại hán đuổi mẹ mình ra khỏi nhà. Hắn ta nói hắn làm vậy là bắt chước theo chủ thượng sự tích hoàng truyền kiến mẫu. Huyện vĩnh chúng ta vậy mà xảy ra chuyện như vậy sao? Người trên bỏ chánh đạo, dân chúng phóng túng từ lâu. Nếu không kịp thời can gián chủ thượng, e rằng hậu quả sẽ khó lường. Con định làm gì? Con muốn lên kinh một chuyến để khuyên chủ thượng thu hồi thánh mệnh. Chủ thượng đến cả mẹ mình còn có thể giam cầm, con khuyên can ngài không sợ sẽ rước họa vào thân sao? Người đời có nói đã làm việc tốt chẳng cần biết đoạn đường sẽ qua. Con sẽ khuyên can chủ thượng tận hiếu, vì nhân dân trăm họ phải dựng nên một tấm gương tốt đẹp. Con trai chết không oán giận, chỉ e rằng mẫu thân. Con đi khuyên chủ thượng lo tròn đạo hiếu, có thể đem lợi ích cho bá tánh. Điều này cũng chính là con đã báo hiếu cho mẫu thân rồi. Thưa mẹ, con đã hiểu rồi. Hạ quan Vĩnh Khảo Thúc khấu kiến chúa thượng. Bình thân, cho phép khanh ngồi. Đa tạ chúa thượng. Quả nhân nghe nói khanh bắt được một con chim lạ. Nó chính là con chim trong lòng phải không? Dạ đúng vậy. Dâng lên đây. Con chim này nó khác với loại chim khác như thế nào vậy? Khải bẩm điện hạ, con chim này tên gọi là con cú. Ban ngày nó giống như một loại chim mù, hai mắt nó không nhìn thấy gì, nhưng khi đêm đến mắt nó tinh anh vô cùng.
trên đời này lại có loài chim như thế sao? Lần đầu tiên quả nhân mới thấy, con chim này có một điểm khác biệt với loài chim khác. Là gì vậy? Nó là một loài chim bất hiếu. Loài chim này còn biết phân biệt hiếu và bất hiếu sao? Dạ đúng vậy. Loài chim này khi còn nhỏ do cha mẹ mớm mồi nuôi lớn. Đến khi nuôi lớn trưởng thành, nó lại giành ăn với cha mẹ của mình. Nước Trịnh của chúng ta lấy hiếu đạo làm gương trong thiên hạ. Nó là loài chim bất hiếu, vì vậy chúng ta không nên để nó sống trên đất Trịnh của chúng ta nữa. Ái Khanh nói rất đúng. Loài chim bất hiếu này chúng ta kiên quyết không nên dung túng cho nó cư trú trên đất Trịnh của chúng ta. Quả nhân lập tức hạ lệnh đuổi con chim này đi ngay bây giờ. Ái Khanh vì quả nhân mà mang tặng con chim này, quả nhân cũng ban tặng cho Ái Khanh một đùi dê. Cảm tạ chư thượng. Quả nhân ban tặng cho Khanh cái đùi dê, sao Khanh không ăn đi? Chẳng lẽ Khanh nghi ngờ quả nhân không có thành ý sao? Hạ quan không dám. Vậy tại sao Khanh lấy đùi dê gói lại cất trong tay áo vậy? Khải bẩm hoàng thượng, nhà tiểu nhân có mẹ già, hôm nay chủ thượng ban cho hạ quan thức ăn thượng hạng như vậy, mà mẹ của hạ quan chưa nếm qua thì làm sao hạ quan dám tự ý dùng một mình cho được chứ? Hạ quan muốn đem về nấu canh cho mẹ ăn cùng. Ái Khanh thật là một người con có hiếu. Tại sao chúa công lại thở dài? Khanh còn có mẹ già phụng dưỡng, có thể lo tròn chữ hiếu. Đáng tiếc là quả nhân có địa vị cao quý, thì quả nhân không còn như Khanh được nữa. Quốc mẫu của ngài vốn không có chuyện gì, chủ thượng hạ tức phải nói như thế. Nói thật với Khanh, quốc mẫu đã cấu kết với thái thúc âm mưu tạo phản. Quả nhân đã thề trước mặt bá tánh, có chết cũng không gặp mặt mẫu thân. Hôm nay hối hận thì cũng đã muộn. Hôm nay thái thúc đã chết rồi, quốc mẫu chỉ có một mình chủ thượng là con. Thứ lỗi cho hạ quan nói thẳng, nếu chủ thượng không phụng dưỡng quốc mẫu thì cũng giống như con chim đó thôi. Ái Khanh chỉ trách rất đúng, nhưng trẫm đã lập lời thề trước lê dân rồi thì làm sao lại có thể nuốt lời được chứ? Nếu chủ thượng muốn bỏ lời thề gặp mẫu thân của mình dưới suối vàng thì hạ quan có kế sách. Có thể giúp chúa thượng gặp lại quốc mẫu. Rốt cuộc là kế sách gì vậy? Chúa công có thể ra lệnh cho đào một đường sâu xuống lòng đất. Khi đào đến mạch nước ngầm, rồi thì hãy xây dựng trong đó một tòa dưới lòng đất. Chúa công và quốc mẫu có thể gặp nhau ở đó. Như thế vừa đúng theo nguyện vọng của chúa công, lại không vi phạm lời thề. Cách này thật là hay. Chỉ là không biết quốc mẫu có muốn gặp quả nhân hay không. Trên thế gian này có người mẹ nào mà không muốn gặp con trai của mình chứ? Lòng quốc mẫu nhớ nhung yêu thương chúa công chắc chắn cũng không kém gì tấm lòng của chúa công nhớ thương quốc mẫu đâu. Vậy quả nhân sẽ ra lệnh cho Khanh phụ trách việc này. Mẫu thân, con nhớ mẹ quá. Con trai để mẫu thân chịu khổ, con sai rồi. Là ai gia không đúng, ta không trách con đâu. Là con trai bất hiếu, không thể mỗi ngày vấn an mẫu thân, mong mẫu thân tha tội. Là ai gia không đúng, con mau đứng dậy đi. Nếu không phải năm đó ai gia bên vực thái thúc thì sẽ không. Mẫu thân đừng khóc. Thái thúc năm đó đã tạo phản là do con trai trị nước không tốt, không liên quan gì đến mẫu thân. Con trai thật là hổ thẹn với mẫu thân. Mẹ con Trịnh Trang Công được đoàn tụ, đó là đều nhờ công an bài của Dĩnh Khảo Thúc. Trịnh Trang Công cảm niệm tấm lòng trung quân và hiếu thảo của Dĩnh Khảo Thúc nên đã ban cho ông chức đại phu. Người đời sau lập miếu thờ ông, danh thơm trung hiếu của Dĩnh Khảo Thúc được lưu truyền thiên cổ.